Tháng 10 vừa qua, Trung Bộ là khu vực chịu tác động của nhiều loại hình thời tiết và thiên tai khác nhau. Trong đó, bão số 6 đi vào đất liền các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và Đà Nẵng vào chiều ngày 27 tháng 10, gây ra một đợt mưa lớn diện rộng ở khu vực Trung Trung Bộ. Sang tháng 11, Trung Bộ tiếp tục là khu vực trọng tâm, chịu tác động của nhiều hình thế thời tiết xấu. Khoảng từ ngày mùng 3 cho đến ngày mùng 10 tháng 11, có khả năng chịu tác động khu vực miền Trung, sẽ chịu tác động của một tổ hợp, một số các loại hình thiên tai. Thứ nhất bao gồm là cái tác động của cái không khí lạnh liên tục được tăng cường, kết hợp với lại cái khả năng xuất hiện các cái vùng nhiễu động, vùng thấp ở khu vực Bắc, vùng giữa và Nam Biển Đông. Cùng với đó là một cái chu kỳ hoạt động mạnh của cái gió đông trên cao, từ tầng thấp đến tầng cao. Trong tháng 10 năm 2024, có 3 đợt mưa lớn diện rộng diễn ra chủ yếu tại khu vực Trung Bộ, gồm đợt 1 từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 10 tại các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Phú Yên, đợt 2 từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 10 tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Bình Định, đợt 3 từ ngày 26 đến ngày 31 tháng 10 tại khu vực các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng. Trong những ngày tới, không khí lạnh và nhiễu động nhiệt đới tiếp tục kết hợp, được nhận định là tổ hợp thời tiết gây mưa điển hình ở khu vực Trung Bộ. Khoảng từ ngày mùng 4 cho đến ngày mùng 10, đặc biệt là từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 6, mùng 7, có khả năng ở khu vực miền Trung sẽ xuất hiện một cái đợt mưa lớn diện rộng kéo dài, với cái đặc điểm là cái lượng mưa tương đối lớn và nó tập trung vào khu vực các tỉnh từ Hà Tĩnh cho đến Thừa Thiên Huế. Ngoài ra thì cái đợt mưa tới đây không vùng mưa lớn còn mở rộng hơn về phía Nam, cụ thể là các cái khu vực từ Quảng Nam cho đến Phú Yên. Thì đây là một cái đợt mưa chúng tôi đánh giá là cũng tương đối là phức tạp và nguy hiểm. Cơ quan khí tượng cảnh báo do đợt mưa rất lớn gần đây, các hồ ở khu vực Trung Bộ đã tích thêm nước, đất đã bão hòa, nguy cơ đặc biệt cao về tình trạng lũ quét, sạt lở đất nghiêm trọng, kèm theo đó là khả năng xuất hiện tình trạng ngập úng diện rộng.